Hello em nghỉ lễ ở đâu à? Đã đi chơi được nhiều chưa? Hôm nay tôi về quê anh em ạ. Lâu về rồi. Về quê thăm về quê ngoại. Thăm bà cậu mợ, các bác ở quê. Chẳng mấy khi. Gì đấy? Sir Spring Ending Punic cái là cái gì? Chắc là anh em cũng đi chơi nghỉ lễ nha. Đi chơi ngày lễ. Chơi ngày lễ này mà ở nhà cũng chán ạ. Tôi vừa ra xong, sáng nay về và chiều ra luôn. Mệt. Khá là mệt. Mệt thôi, về trong ngày tôi đi cũng gần. Đi có mấy chục cây, có hơn 50 cây. Cả đi cả về là 100. Lại cái map này. Map kiểu kiểu gì nhỉ? Nó là cái gì nhỉ? Trong cái mặt trời này. Tôi thấy cái con kiểu pháo này đam to nhưng mà nó hồi lâu á. Bắn như mục tiêu nó sẽ bị kiểu cái đan nó bị kiểu chia ra hay sao. Bắn nào thôi chỗ này nằm rất là đẩy lâu tê. Chơi này lắm vì nó ổ skin lâu lắm. Đây con này nó phản lại này. Ai chưa anh em thấy con nó vừa không chịu được. Để tôi quay xử lý anh em ạ. Nó sẽ đào này đi. Rồi vào đây bắn con này phút. Thấy chưa anh em nào đi thắng ai. Cái con này bẩn lắm, cái con hề hề nó kiểu nó cứ kiểu nó hút được những cái đam mà cái bắn ấy thông thường ấy. Ra hai cái con dài con thẻ này hơi kiểu hai con đấy kiểu chả tác dụng gì mấy ấy.
Nó ăn lâu quá nhỉ. Ui dồi. Xong rồi được hai kim cương. Và làm sạch battle này. Xong rồi sale những gì nè, bán những cái gì nè. 10.000 nè. Free này. Được một con kiểu âm thanh. À, lấy luôn. Con này đội sừng à? Trước tôi mua cái trang phục cho con này xấu quá. Cái nón kiểu kiểu gì chẳng biết miêu tả cái gì mà xấu. Còn lại là 8.000 à, 8.000 xúc. Con bom này. Tôi thích mấy con kiểu bom bom này, đám to. Bom này kiểu ở đây kiểu khoai. Hello hello, Sài Gòn mở cửa là rồi, chắc mấy bạn như chim có lòng luôn chứ gì. Còn tôi vẫn làm vợ thì tôi đã muốn ăn cho chồng. Không muốn là chồng tôi bông rau củ tôi mới đặt trên Shopee tươi xanh nhất của mắt luôn. Nhìn vợ sao phú quý chưa? Nên nó hiện trẻ nha, chính loại có 179k, da hỏa tóc trong ngày luôn. Rồi, như quý vị thấy chúng ta có hai đội, Domino nhớ, cá ngô, rau muống, mông tơi, đội lực điền là 5 chàng trai. Lực điền. Dưa xanh, bầu, mướp, dưa leo, cà chua. Trời ơi, ta nói nhìn tươi ngon thôi là thèm chảy nước miếng rồi. Giờ nói gì ta? À, rau tôm nấu với ruột bầu, trồng chê và ức lên đầu tối ăn. Chuyện nào chồng bỏ được chê, cứ rau tôm ruột bầu rất cho tôi. Ý mà có bầu trời, cứ tôm đặt Shopee luôn. Bà nào chưa tải app thì tải đi, để dựng liền con cho 150k cho Shopee Food nha. Ở nhà ăn không cũng gặp được gia đình shipper như mấy bà. Quay, tôi chơi là quay riêng. Gì cũng có, mua hết ở Shopee, tải app Shopee ngay. Kiểu là cứ chỉnh sửa, cứ cắt ghép rất là lâu. Mà thời gian tôi lại không có. Làm trận Battle Arena. Lá ghe. À đây à. Hình như chắc là cái này có nghĩa là con Minh Xuân này chắc là nó hơn ngày nó ra kiểu sự kiện mới. Đây này. Sự kiện mới, một cái gì đó. Thiếu 5 cái thẻ nữa là được. Cái gọi là cái thẻ đúng không nhỉ? Có lấy 40 seed packet. Tiếng Anh cũng kém hay là anh em không cả. Nên chất battle nào. Nhưng mà đi đường của anh em, không biết anh em có đi đường, hôm nay đi đường đi đâu chơi hay về quê không, buổi đường đông. Đông vào buổi chiều, buổi sáng đi cũng hơi vắng, buổi chiều cũng đông. Finie, cái này là finish, finish ever. Mấy anh em có xem món này qua đỉnh đấy không? Free play đã. X. Nhánh gọi đỉnh nó gì nó mới mới à? Đánh mát rồi thì chán à. Nhưng tôi chả thấy đội hình nào tôi thấy nó mới mới mà nó khỏe cả. Ngoài đội hình tôi hay chơi. Xem mà đánh đội hình gì nhỉ. Please forgive me. Bây giờ lửa thì giảm sức mạnh. Cái hệ cắt cũng giảm sức mạnh. Mà tôi thấy là bây giờ mà xem là đánh lan thì tôi thấy là kiểu là này con này ngoài 500 đắt quá anh em ạ. 1.000 được tặng có lúc đầu cho 1.000, 500 thì hơi đắt. Tôi tặng con dưa hấu này đi, dưa hấu này 300. Con này con cam à, cam này thì tôi có trang phục đèo anh em. Kiểu mà sẽ sinh tố đau lên đầu thì hiểu ra cho không đấy đâu. Lỗ này. Giờ một con giáo hòa đã. Giáo hòa xuống đây con lấm. Lấm lại cho ít tiền. Bom này. Xem mà chơi cái con này
thử chơi một trận. Tôi chưa chơi cái con dưa hấu này ở cái map này bao giờ cả, hôm nay chơi thử xem như thế nào là xong luôn ạ. Nhưng mà em chồng của tôi full hàng một cái này nhá, bởi vì cái này lúc nào nó khá là ngon đẹp đâu, kiểu nó cũng cũng làm mình có thời gian để mình trồng cái nấm này ra tiền. Thế là cái thời gian nó đánh ấy, nó cẩu ấy, lâu ấy.
rồi. Ông này bỏ con cắt này thì cắt nó giảm sức mạnh này. Làm cũng được anh em, nó ngon dạ. Chổi lau nhà thông minh thế hệ mới Smart Nano S12, tự giặt áp suất, tự vắt ly tâm, tự tách nước bẩn, lau sạch gấp 10 lần chổi thông thường, loại bỏ 99,9% vi khuẩn cho sàn nhà sạch bong sáng bóng. Mặt bông NanoCell công nghệ mới, mềm mịn, siêu thấm hút với hàng triệu vi sợi kháng khuẩn giúp làm sạch nhanh mà không gây chảy xước mặt sàn. Vết bẩn chúng đầu đến đâu cũng được lau sạch sẽ chỉ sau một lần gạt. Tích hợp hệ thống giặt vắt tự động giúp công việc lau dọn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đầu xoay 360 độ dễ dàng lên nổi vào mọi góc ngách, gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ, bất cứ nơi nào tay bạn không vừa tới, Smart Nano đều xử lý nhanh gọn. Chỉ với một thao tác mở chốt để loại bỏ hoàn toàn nước bẩn mà không cần động tay hay bê vác vất vả. Rồi, nào, chổi lau nhà tự vắt này. Một hai điểm ngay, đứng thứ 5 ngay. Rồi. Nhiệm vụ nào? Tôi vào chơi một cái penny pushut nè. Tôi phải mua một cái gì để tôi lấy cái 2000 vàng, nhiệm vụ 2000 vàng, mua một cái thẻ nữa, 5 5 4 cái thẻ nữa đủ. Thì tôi mua sẽ mua cái này. Nó đang mở bán cái con này này. Bán hàng sale. À, tôi mới tìm được một game mới anh em ạ. Chắc là tầm 1-2 nữa tôi sẽ làm game đấy. Thì mong anh em sẽ ủng hộ. Vì là ngày mai tôi lại phải đi chơi rồi. Chắc là tối mai cho tôi mới ra clip cho anh em được. Đó. Mà đi mấy anh em bạn gì rủ đi chơi. Từ nhà tôi sẽ đánh cái gì nhỉ? Tôi xem con nào bút của anh. Thì tôi muốn là nhổ hết những cái bút này đi để đánh những cái mới. Con này này, con này là một. Tôi thấy mà cái game này mà kiểu nó không ra những cái map mới ấy, kiểu đánh đi lại chán lắm. Đi forgive me đây, tôi chơi cái map cuối của cái này. Rồi tôi ít vào game ấy. Vì chơi đi trên mạng mãi nó cũng chán ấy. Chán anh em. Lại chơi map cuối luôn. Nhưng mà cái map này tôi thấy là khó, thật sự là khó, bởi vì là cái thằng boss ở cái boss zombie boss nó nhiều máu quá, nó tận 5 vạch máu. Thường các boss thì nó 3 vạch mà 5 vạch mà nó kiểu có cái loa mà nó gảy ấy. Nó gảy gảy đi khó chịu cực. Đấy. Anh em mà kiểu nếu mà có bút thì chơi cái này sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nhưng bút thì chơi khó đấy. Mới đầu chơi là tôi thua à, không thua, ý là chơi thôi thua, ý là lúc đầu chơi này là bị kiểu cái sơ hồi tôi mới làm clip này tôi quay luôn cái clip nó ra nó cũng được chất lượng lắm. Đấy, thế bây giờ tôi mới cho chút clip hơn tôi một tí để anh em xem nhiều cái này thì anh em nghĩ anh em để lại cái hành này nhá. Đây là bao giờ mà cái con zombie khổng lồ ấy nó ra thì anh em dùng cho đứng im. Đấy, con này nó đập nó khó chịu quá. Này anh em cứ kiểu là trồng mấy cây thôi.
Thực ra tôi thấy cái tỏi mình cháy chẳng tác dụng gì thật sự. Tôi thấy là vô dụng luôn đấy. Nó chả tác dụng gì cả. Ngoài cho nó ăn xong rồi nó kiểu nó đổi hướng ấy. Đấy đổi hướng thì nó vẫn chả làm gì. Mà đổi hướng nó không đem một chút gì anh bạn. Nó thể chiếu theo bên trái bên phải lên xuống. Thế là nó cũng hơi phế, thật sự hơi phế. Tôi nghĩ là làm cái khác. À, tôi sẽ để dành nhé, để dành tí nữa mà để cái lúc khổng lồ ra ấy. Để cho nó đấy nhá, anh em phải phá được cái loa của chúng nó này, loa bựa. Phải tôi sẽ tích lá đây. Mày nó hỏi biết rồi. Yeah, em này có hiểu. Chịu kinh luôn. Mua thì chuyện này hơi khó thôi chứ không phải là rất khó. Nói chung mà trong tất cả các cái map mà boss cuối tôi thấy là map này nó gần như là khó nhất. Kể cái modern đấy cũng không có bút chơi được. Nó này cũng hơi khó. Điên là lên được chơi thì không đủ bút thật, không một tí bút nào luôn, không có một tí bút nào. Nhưng qua nó hơi vất. Con này mày nó ăn cây chịu. Điện tử hay sao ạ? Đấy, nhá. Thế cái này sẽ đến con khổng lồ rồi, chuẩn bị đến con khổng lồ ra này hết gần máu, có 5 gần máu. Đổi nhà cái ông kiểu chuyển nhà. Trên music à? Thì anh kiểu rất thích bản thân anh. Đấy, cái này mà anh em cũng... Đấy, đấy à. Anh em các bạn là nghiêm. Đấy. Hôm nay anh sẽ dùng cái này để anh em hủy nó, hủy con cốt muối. Đấy. Là nghiêm ý. Thấy chưa, đập một phát cái con xa tít lên xuống. Đấy, nó hơi vầy vầy. Em đây mà được anh em phá những cái loa của nó đi. Đấy. Đấy, thấy không? Please forgive me. Uy tín nhá. Nếu anh em nào mỗi ngày làm chăm chỉ này thì cũng nhanh up lắm còn cây. Gojek thanh toán có thể lần nữa. Gojek là cái gì không biết. Tôi không quan tâm với quảng cáo hay lắm nên thì chả biết nó là cái gì. Please forgive me. Thấy anh em cũng có mấy video tôi đăng là bình luận anh em xem nhiều phết.
chắc anh em cũng thích tôi bình luận hơn đúng không? Còn xem nghe chơi không cũng chán. Xem là mình mất được một con mũ nào tìm con nào để mình trồng cây khác vào ấy. À mất cái này rồi này. Chơi xin cái mark à. Không quên tới luôn. À tôi bà chơi cái Penny này. Penny này tôi ít khi chơi lắm bởi vì nó khá là khó, thực sự chơi này khó. Tôi thấy cái trò này nó ra lâu rồi mà người ta không update những phiên bản mới nhỉ. Thế rồi ra phần ra cái Flash Zombie 3 ấy, nhưng mà tôi thấy là nó thật sự là nó rất là khó chơi. Khó chơi dã man luôn. Không phải khó chơi mà kiểu là nó xấu ấy. Nhìn xấu cực. Bây giờ tôi thử chơi cái này nha. Chơi luôn. Vẫn đang trống đây. Rồi lúc đầu bạn cái này là 50 này 14 này. Đây là 1 này. Rồi chơi cái giữa nha anh em nhé. Chơi cái giữa đi. Giữa xem là trải nghiệm nó như thế nào nào. Thắng thì tốt mà không thắng thì thôi. Rồi nó lại cấm cái con này đi. Cái gì đấy? This way một primeval potato mai. Cái gì phải tây ấy? Nói chung là đây, cái này nhá. Tôi không biết tiếng Anh nữa. Cái này được tiền nhiều hơn. Đấy, chơi cái này nó cứ đa dạng giống bi anh em ạ. Sẽ là một con dao hoa ấy. Lộ anh em, con lộ. Lộ nó mới khỏe. À, mình con này mà cho vào ăn thôi, à, nhưng mà thôi. Không được, cho vào. À, giờ lúc mà chơi những con như bút kìa. Thì tôi sẽ chơi con này này. 5.000 à, thôi để sau đi. Đang phải bỏ này ra đây, cho mày vào. Đúng chưa? Cho mày vẫn nữa vào. Đấy. Toà chà. Cái này như kiểu một lúc sau nó phóng to lên anh em ạ. Hình như thế. Để tôi giải hiểu này là bắn nhà bắn như chỉ về nó hay sao. Đấy đúng rồi. Tôi chưa chơi tôi không biết lắm. Nào vậy đi. Nó con này kiểu được bụi nó đấy sai ạ. Cái con 700 kèn của nó này như kiểu nó vùi xuống hố ấy ạ. Vừa rồi. À bực thế nhờ này. Con cẩu này nó cũng bị khống chế bởi con con voi đấy em. Tập đó. Đúng rồi. Tập đó. Dâu, à đây là quả dâu anh em ạ. Chán thôi cái yếu. Ít hơn.
tí con này. Lại đi ngược lại này. Chắc chỉ được không được cái điều kiện bên dưới. Đó, chỉ được cộng một cái này. Rồi, quả map được rồi. Đấy. Level 2. Đã quảng cáo. Thế nhỉ? Không bật mạng thì không chơi được, bật lên cứ quảng cáo. Đây là tô màu à? Trận nữa anh em nhá, đánh trận nữa rồi nghỉ, người cũng mệt rồi anh em ạ, hôm nay đi cả ngày mệt, đánh trận nữa rồi à, rồi nghỉ, được quay cũng hơn 30 phút rồi, ôi lát lát này, đây rồi, nào trận nữa nào, hai lá lên vào mồm, anh ở giữa nha anh em nhá, ở giữa mà táng rồi, xem như nào. Hôm nay mà tôi mà tính rảnh mà khỏe khỏe thì tôi quay clip dài hơn cho anh em. Em muốn chờ tôi đấy. Score to beat 2000 điểm, Brutal Elite 5000 chặn uổi nhiều thế. Đi vào trong này rồi. Ủa, con cầm cốc này là như nào đây? Từ từ từ, cái này phải chơi những con cầm bút rồi em ạ. Không có bút thì không chơi đâu. Nhìn nó là thấy có hoang mang rồi. Chơi con có bút trồng nhiều cây hơn từ nha, chơi này phải ngâm kiếm một tí, nó có trồng xong mới 6 cây nhỉ, hơi ít. 5000 mặt trời nó phải căng đấy, mình thấy tầm 2000-3000 là thấy nó kiểu nhiều mấy đó. Mấy nghìn rồi. Xem nào, có con phù thủy này. Con chạy chạy này. Đó. Đó. Thấy nhảy đã. Chơi cái này rất hay là nó có thêm nhiều cái con kiểu zombie mới. Lạ phết. 5000. Nào, cố lên nào. Thank you.
thường rồi. Là 8 giây. Này nó sẽ quá kẻ, tôi nghĩ là được một con. Hai con kia không không ra được. Không 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 được. Chổi lau nhà thông minh thế hệ mới Smart Nano S12, tự giặt áp suất, tự vắt ly tâm, tự tách nước bẩn, lau sạch gấp 10 lần chổi thông thường, loại bỏ 99,9% vi khuẩn cho sàn nhà sạch bông sáng bóng. Mặt bông nano gel công nghệ mới, mềm mịn, siêu thấm hút với hàng triệu vi sợi kháng khuẩn giúp làm sạch nhanh mà không gây chảy xước mặt sàn. Vết bẩn cứng đầu đến đâu cũng được lau sạch sẽ chỉ sau một lần gạt. Tích hợp hệ thống giặt vắt tự động giúp công việc lau dọn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đầu xoay 360 độ dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách, gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ, bất cứ nơi nào tay bạn không với tới, Smart Nano đều xử lý nhanh gọn. Chỉ với một thao tác mở chốt để loại bỏ hoàn toàn nước bẩn mà không cần động tay hay bê vác vất vả. Xem nào. Thế mình chơi mình thắng thôi nhỉ? Thua à? Lạc thế. Mày cùi, khó thật. À vẫn thắng. Nhưng mà lại không được cái điểm xe kìa. Rồi, nhận xong anh em. Thôi nhá, hôm nay tôi dừng ở đây nhá. Rồi, bài anh em. Rồi, tôi đi chuẩn bị cầm nước này. Muộn lắm rồi. Rồi, chào anh em nhá. Hẹn em ở clip tiếp theo.